Sáu hay được biết đến là Sáu Tạp Hóa. Ước mơ của Sáu đơn giản vô cùng, kinh doanh phát đạt, ăn nên làm ra, chiết khấu vô vàng, khách hàng không ngớt. Đơn giản thế thôi. Chị Sáu hả? Thứ ba tuần sau em mới ghé được chị nha. Đời không như là mơ. Chuyện gì khó đã có Retail Pro lo. Tạp hóa cần gì có ngay mọi mặt hàng. Đặt càng nhiều chiết khấu càng cao, đặc quyền càng lớn. Wow, chỉ với một nút bấm. Chương trình bao la, khách mua thả ga. Có ngay khảo sát khách cần điều chi. Quà tặng mê ly, khách vui hết ý. Mãi vô, mãi vô. Ứng dụng dễ xài, kinh doanh phát tài, tạp hóa thời nay, tải ngay retailro.io.